Em mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ của nữ ca sĩ người Hờ Mông Giang Hoa để cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình thực hiện những MV vô cùng đẹp mắt trong DVD Từ Trên Đỉnh Núi. Nửa năm từ khi cuộc thi Sao Mai 2015 kết thúc, Giang Hoa tổ chức ra mắt DVD đầu tay mang tên Từ Trên Đỉnh Núi. Sản phẩm gồm 4 bài hát: Từ Trên Đỉnh Núi, Ở Rừng Nhớ Anh, Tự Nguyện, Bài Ca Hy Vọng. Nữ ca sĩ đầu tư lớn về mặt hình ảnh trong sản phẩm đầu tay này. Đạo diễn Đỗ Khôi đưa ekip gồm 15 người từ thành phố Hồ Chí Minh lên Hà Giang, quê hương của Giang Hoa để ghi hình. MV đầu tiên của DVD Từ Trên Đỉnh Núi gây ấn tượng với những cảnh quay giữa cánh đồng tam giác mạch và khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Trong một cảnh quay bằng flycam, Giang Hoa đã một mình đứng giữa đỉnh Mã Pì Lèng, bốn bề xung quanh là núi và phía dưới là con sông Nho Quế, bé như một dải lụa. Để thực hiện cảnh quay này, một mình cô đã ôm váy trèo lên vị trí cao nhất, trong khi ekip đứng cách đó khá xa. Việc di chuyển từ đường cái lên đỉnh núi mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Hãy cùng nghe Giang Hoa chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ này trong quá trình thực hiện MV.